Hi guys, ngày hôm nay mình sẽ tiết lộ những bí quyết làm đẹp để có một phần thân trên khỏe mạnh, làn da trắng trẻo, cách xử lý lông cơ thể không bị mụn lưng, mụn ngực hay là nổi mẩn ở hai cánh tay và cách giữ hương cơ thể luôn thơm mát sau một ngày dài là những bài tập sẽ giúp bạn có dáng lưng mảnh, lộ rõ xương quai xanh và có một chiếc cổ trắng ngà ít nếp nhăn thon gọn để chúng mình có thể tự tin diện trang phục chúng ta yêu thích vào mùa hè nha. Nếu một phần thân trên xinh đẹp, làn da mềm mịn trắng trẻo là những gì bạn muốn đạt được thì hãy xem tới cuối video này. Mình sẽ chia sẻ hết tất cả những routine, sản phẩm, trang thiết bị mình làm, không chút giấu giếm gì nha. Đảm bảo là sẽ giúp được một đôi bạn với những mẹo làm đẹp mà mình đã tập luyện nhiều năm trời này. Chúng mình sẽ bắt đầu từ nhà tắm nha. Trước khi đi tắm thì việc đầu tiên mình làm là chăm sóc những cái khu vực dễ bị thâm, tích tụ ghét trên cơ thể. Đó là khu vực khuỷu tay, sau gáy, cổ chân và phần nách. Cái này thì nó rất là đơn giản thôi. Đó là mình sẽ sử dụng bông tẩy trang và đổ một vài giọt glycolic acid lên một lượt, đi như vậy là xong. Cái acid glycolic được biết nhiều nhất thông qua công dụng là tẩy da chết, nhưng mà nó còn đóng vai trò quan trọng trong việc làm gián đoạn quá trình sản sinh melanin, là cái sắc tố tự nhiên trong cơ thể. Vậy nên là thông qua việc sử dụng thường xuyên cái lọ này thì nó sẽ giúp tẩy da chết ở những cái khu vực, đặc biệt là vùng nách khi mà chúng ta đổ mồ hôi thường xuyên này, dùng nhiều lăn khử mùi, và vùng đầu gối, khuỷu tay, phía sau gáy là những cái khu vực mà chúng ta thường xuyên lãng quên. Ngoài ra, glycolic acid sẽ còn làm giảm cái tình trạng tăng sắc tố và nám, thì nó sẽ mang lại một làn da đều màu hơn. Cái lọ này thực sự có rất là nhiều công dụng, từ giúp xử lý các tình trạng trên da mặt, da cơ thể này, mà nó còn có thể cả áp dụng lên cả da đầu chúng mình nữa. Nó sẽ giúp giảm ngứa và giảm gầu trên da đầu. Mình sẽ nói thêm với công dụng của lọ glycolic acid lên trên da đầu này ở một video khác. Tuy nhiên thì mình highly recommend là mọi người nên có sẵn một cái lọ như thế này để ở nhà, tiện sử dụng trong nhiều trường hợp. Cái lọ này thì mình mua của The Ordinary. Mình sẽ sử dụng glycolic acid này một tuần 2 lần cho khu vực đầu gối và khuỷu tay. Tuy nhiên khu vực nách và sau gáy hoặc là cổ chúng mình, đây là những cái chỗ mà nó cực kỳ nhạy cảm bởi vì da cực kỳ mỏng, nên là mình làm 2 tuần một lần thôi. Chưa kể những cái vùng, ví dụ như là vùng nách còn cực kỳ nhạy cảm hơn khi mà luôn bị cọ sát từ lông chúng mình, hay là khi mà chúng mình mặc quần áo, khi mà chúng ta vận động. Và nhiều khi chúng ta cạo lông ở khu vực này không cẩn thận thì chúng mình còn làm chảy xước, chảy máu nữa. Mình sẽ sử dụng glycolic acid này trước khi mình đi tắm. Đừng dùng quá nhiều và liên tục, vì đơn giản là một khi mà cái hoạt chất gì nó thuộc dạng tẩy tế bào chết thì nó đều có khả năng khiến cho da của chúng ta trở nên nhạy cảm hơn, hoặc là nhiều khi có thể kích thích làm tấy đỏ da vân vân. Khi vào nhà tắm thì mình sẽ làm điều này đầu tiên, sau đó vệ sinh răng miệng để nó có thể ngấm vào da một lúc, rồi mình sẽ rửa sạch lại trong lúc tắm. Chứ mình sẽ không làm điều này sau khi đã tắm xong, và mình cũng sẽ tuyệt đối không để nó trên da. Ngày trước thì mình cũng có lông tay, mặc dù lông tay thì không nhiều bằng lông chân, nhưng mà sau một thời gian chăm chỉ sử dụng cái máy trượt lông tại nhà IPL này, nó là một cái loại máy có thể làm trượt lông tại nhà rất là đơn giản, tiện, an toàn, nhỏ gọn, thì mình không còn phải liên tục cạo lông nữa. Trước khi mình chia sẻ thêm về cái máy này thì đầu tiên chúng ta cần phải tẩy da chết để mà da chúng ta có thể thật là mịn màng nha. Mình đã có một video làm về cách tẩy da chết DIY tại nhà, đơn giản, tiết kiệm, không mất đồng nào. Bạn nào mà chưa xem có thể tham khảo thêm tại đây nha. Còn bạn nào lười thì có thể ra tiệm mua những cái loại tẩy da chết dịu nhẹ mà còn có mùi thơm nữa, thì bạn cũng sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn nha. Mình sẽ để link phía dưới một vài cái sản phẩm mình sẽ recommend. Hãy nhớ là không phải ngày nào chúng ta cũng dùng cái tẩy da chết này nha. Tầm 1 đến 2 tuần là một lần là ok à. Đầu tiên là mình sẽ đi tắm trước. Đợt này mình ngày càng thích mấy cái loại dầu tắm có hương hoa quả. Ngày xưa thì mình thích mấy cái dạng có mùi sữa, như là sữa bò, sữa dê, hay là mùi vanilla ngọt ngọt. Tắm xong thì còn có thể cảm nhận được vị ngọt đầu lưỡi nữa. Bây giờ thì mình chuyển sang thích kiểu hoa quả. Ô, một thơm quá đi. Trong tương lai thì mình sẽ review nhiều hơn những cái sản phẩm nước hoa, dầu tắm, sữa tắm mình sử dụng, để mà chúng ta luôn tỏa ra cái mùi thơm ngọt ngào, mát mẻ. Tuy nhiên nó không phải là một cái dạng kiểu ngào ngạt như là nước hoa mà khi bạn đi qua một vài bạn nam ấy thấy nó hơi bị nồng nọc một xíu ấy, mà nó sẽ chỉ là một cái mùi hương như kiểu là tỏa ra từ chính bản thân, từ da thịt chúng mình, và nó sẽ trở thành cái ID của chúng mình. Thì vậy nên là mọi người đừng quên nhấn theo dõi, subscribe để không bỏ lỡ những cái content này trong tương lai nha. Trong lúc có dầu tắm ở trên người thì mình sẽ dùng cái cọ cơ thể này để kì ghét trên cơ thể. Mình sẽ chỉ làm rất là nhanh thôi. Lý do đó là mình ngày hôm nay đã sử dụng cái tẩy da chết hóa học rồi, nên là mình sẽ không muốn dùng thêm cả tẩy da chết vật lý nữa. Nhưng mà mình muốn bao gồm tất cả trong video này để có thể tiện chia sẻ với mọi người. Nghĩa là ngày nào mà mình làm tẩy da chết vật lý thì sẽ không làm tẩy da chết hóa học. Nên là ok nhất là mình tin là các bạn nên có một cái bảng này ngay ngoài phòng tắm để biết là lịch ngày hôm nay cần làm gì.
Ví dụ như bạn nhìn vào lịch của mình sẽ thấy là ngày nào mình sử dụng IPL này, có bao gồm cả skincare routine và chu trình chăm sóc tóc. Ví dụ như là ngày nào mình sẽ dùng ủ tóc, ngày nào thì mình sẽ dùng những cái hoạt chất có thành phần hoạt tính, ví dụ là AHA hay là BHA, để mà không bị trùng lập tạo ra hiện tượng quá tải hay là dị ứng ứng cơ thể nha. Một điều nữa mình muốn gợi ý đó là mình biết là cái bông tắm xù này rất là phổ biến. Ngày xưa chính bản thân mình cũng sử dụng luôn. Nó giúp tạo bọt và cũng có thể giúp kỳ ghét tẩy da chết một xíu. Tuy nhiên mình tìm hiểu thì thấy rằng đó là vì nó có cái thiết kế tròn như thế này, và chúng mình sau khi mà tắm xong, dùng xong lúc nào nó cũng bõng bõng nước ướt ướt thì không thể nào mà vắt khô làm khô được. Và vì thế thì ta luôn tiện tay treo nó luôn ở trong nhà tắm. Cái này nó luôn ẩm ướt và lâu dần nó sẽ trở thành cái ổ cho vi khuẩn vi trùng lúc nào không hay. Vậy nên là mình đã ngưng sử dụng nó rồi. Thay vào đó thì mình chuyển sang dùng cái bao tay tẩy da chết này. Nó có thể có cái độ cọ sát cũng khá là mạnh, có khi là còn mạnh hơn cả cái bông trà người nữa. Nên là khi mà sử dụng sẽ thấy da là hơi bị rứt rứt một xíu và có thể đỏ lên một xíu. Tuy nhiên sau khi mà tắm xong thì da chúng mình nó sẽ hồi lại ngay ấy. Bạn nào mà da bị bệnh, ví dụ như là bệnh lý dày sừng năng lông, thì điều này có thể bị trigger bởi nhiều cái điều. Ví dụ như là bạn bị thiếu vitamin A này, stress, bạn đang mang thai vân vân, thì điều này có thể khiến cho da có những cái nốt nổi mẩn mẩn như thế này, hay còn gọi là chicken skin ấy. Thì khi mà dùng cái bao tay này gãi gãi xung quanh khi mà bạn tắm một đôi lần trong tuần thì nó cũng có thể giúp giảm cái tình trạng này rất là nhiều. Tất nhiên là nó chỉ giúp cho tình trạng này giảm bớt một xíu thôi, chứ không phải là loại bỏ hoàn toàn 100%. Còn nếu mà bạn muốn triệt để 100% thì còn phải kết hợp một vài thứ khác mình sẽ nói ở phía dưới. Thì trước thì mình cũng bị nhiều hai cánh tay này lắm, và khi mà mình ngứa tay thì mình cũng gãi gãi cạy cạy ra, nhiều khi nó còn để lại sẹo. Không biết ở đây bạn có thể nhìn thấy không nữa. Bây giờ với mình thì cái tình trạng này đã hết hoàn toàn rồi. Cho nên là bạn nào mà muốn bắt đầu trong cái quá trình xử lý cái tình trạng này thì đầu tiên là các bạn phải chăm chỉ tẩy da chết cả vật lý lẫn hóa học cho cái khu vực ở hai cánh tay này. Ngoài ra các bạn cần phải kết hợp sử dụng cái loại sữa tắm hay là cái lau người mà nó có cái hoạt chất AHA. Ngoài ra đó là chúng ta phải luôn dưỡng ẩm cho những cái chỗ khu vực mà chúng ta đã tẩy da chết. Nhưng mà tất nhiên là nếu như bạn đã biết tới mình và biết một chút gì về mình thì bạn sẽ hiểu là mình luôn phải dưỡng da ở mọi nơi, mọi lúc. Cho nên là điều này khá là hiển nhiên nha. Nhưng mà mình đã nói rồi đó, không phải là ngày nào mình sẽ dùng cái bao tay tẩy da chết này. Vì bản thân mình cũng không có nhiều da chết. Môi trường sống và các cái hoạt động trong tuần cũng không khiến mình đổ nhiều mồ hôi hay là có quá nhiều da chết. Vậy nên là tùy thuộc vào mọi người nha. Nhưng mà mình highly recommend mọi người dùng thử cái này và dần thay thế cái bông tắm xù kia nếu như mà bạn vẫn đang sử dụng cái bông tắm xù này. Sau khi mà sử dụng xong thì bạn có thể giặt sạch lại bằng sữa tắm vắt khô, vì nó rất là mỏng và cái chất nó kiểu rất là dễ hong khô. Mình sẽ để ngoài cánh cửa phòng tắm một lúc nó khô cong veo à, nên là mình sẽ không sợ nó sẽ ủ thành cái môi trường ẩm và khiến cho vi khuẩn vi trùng sinh sôi nảy nở nha. Tiếp theo là công đoạn làm sạch lông cơ thể. Hồi nhỏ thì mình có một cái nỗi sợ, đó là cạo lông đi thì mình luôn nghĩ là sau khi mà cạo xong ấy nó sẽ mọc lại dài và cứng thêm, đen thêm, nghĩa là nó sẽ tệ đi gấp 100 lần. Nhưng mà lớn rồi thì mình mới hiểu hơn về cơ thể thì ra là nó không phải là như vậy. Ngoài ra lát nữa để mà dùng cái máy IPL triệt lông thì mình cũng cần phải cạo lông trước để dọn sẵn đường cho lát nữa cái ánh đỏ này nó có thể được hoạt động hết công suất. Nó sẽ không bị cản trở với lông chúng mình và nó có thể đi thẳng tới những cái nang lông luôn. Khi cạo lông thì lưu ý là phải luôn có một lớp trơn trượt gì đó ở phía trên. Nó có thể là dầu tắm này hay là dầu tạo bọt gì đấy. Nếu bạn muốn thì bạn có thể tìm cả shaving cream, hay nếu mà bạn quen thì có thể dùng cả baby oil như là từ cái hãng Johnson Baby cũng được nha. Và đặc biệt quan trọng là các bạn phải nhất định mua một cái cạo lông cơ thể hay là cạo lông ở phần này là một cái loại xịn sò. Xịn không có nghĩa là phải đắt tiền, nhưng mà nó phải trơn mịn, cái lưỡi dao nó phải xịn. Đặc biệt hơn là nó cần phải có cái lớp bảo vệ phía trên trông như thế này. Thì khi mà lưỡi dao đi qua đi lại, nó sẽ có cái màng này giúp bảo vệ da của chúng mình không bị chảy xước. Cảm ơn nha mọi người, đừng mua loại dao cạo rẻ tiền vì cái tổn thất mà nó mang lại là không đếm xuể và không thể cứu vãn được luôn ấy. Một số thứ thì chúng ta có thể tiết kiệm được này, nhưng mà những thứ như là dao cạo, bông tẩy trang, khăn lau mặt nói chung, những cái gì mà chúng ta dùng lên trên da mặt của chúng mình, da cơ thể và đi vào đường ăn uống thì chúng ta thực sự phải rất là cẩn thận và phải ưu tiên bản thân mình là số 1 nha. Cho nên là cứ sang xịn mịn là các bạn mua giúp mình. Ngoài ra cứ sau 1 tháng hoặc là khi bạn bắt đầu cảm nhận thấy được cái dấu hiệu xuống cấp của lưỡi dao là bạn phải thay dao mới hoặc là thay lưỡi dao ngay lập tức. Bởi vì nếu tiếp tục sử dụng nó sẽ khiến da bị xước khi cạo và lâu dần sẽ khiến chỗ da đó bị tổn thương, tạo sẹo và nách sẽ bị thâm đi rất là tệ và còn đau đớn khi mà bạn sử dụng những cái
loại lăn khử mùi mà nó sẽ còn châm chích dài hạn khi mà bạn sử dụng những cái lăn khử mùi mà nó có chứa chất cồn. Mình biết bởi vì chính bản thân mình đã phạm những cái lỗi lầm này, vì thế mà từ đó trở đi mình đã stick với cái dao cạo này. Sau một vài tuần thì mình có thể thay đầu dao, lắp vào một cái đầu mới và tiếp tục sử dụng. Và mình đánh giá cái này xếp hạng thứ nhất trong tất cả các loại dao cạo mình đã sử dụng trong vòng 15 năm qua. Giá thứ nhất là nó rất là ổn, thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng đưa vào các vùng trên da. Đặc biệt là thay thế đầu dao, rất là đơn giản, mình cực thích cái miếng bảo vệ ngay phía trên lưỡi dao. Lúc cạo mình sẽ không cảm nhận là đang cạo lông luôn. Nếu bạn nào chưa dùng bao giờ thì mình highly recommend mọi người dùng thử cái cạo lông nách này, chắc chắn là bạn sẽ thích. Mình thích dùng cái này nhiều hơn là những cái mà nó có đầu to bảo vệ, hoặc là dùng dao cạo dành cho nam giới. Cách cạo thì bạn đi hết một lượt, bạn quen kiểu nào thì bạn làm nha. Còn mình thì mình luôn đi ngược chiều lông mọc để có thể cạo nhanh gọn hơn. Ngoài ra phải luôn để thẳng tay như thế này để khi mà cạo thì lưỡi dao nó sẽ được đi trơn tru. Đối với đầu gối thì mình cũng làm tương tự như vậy nha. Lưu ý là khi mà cạo chúng ta phải đi bình tĩnh trên da thôi, kể cả là dao cạo có mới xịn sò như thế nào, tránh việc làm chảy xước, chảy máu, để lại sẹo trên da khó điều trị. Các bạn cố gắng đừng dùng nhíp để nhổ lông nách nha, nó vừa đau vừa gây nhiều tổn thương mà còn khiến cái lỗ nang lông ở chỗ đó nó sẽ to dần ra. Mình thấy ok nhất vẫn là dùng dao cạo xịn, đi một hai đường lên xuống và dùng triệt lông để từ từ khiến lông nó mỏng dần và ít mọc lại. Sau khi mà cạo xong thì hãy dùng khăn thấm nhẹ nhàng trên cơ thể thôi nha, bởi vì hiện tại da của chúng mình đang ở mức nhạy cảm lắm luôn ấy. Sau công đoạn tẩy da chết vật lý và tẩy da chết hóa học và cạo lông, và một lát nữa chúng mình sẽ còn sử dụng cái máy IPL. Nói qua về cái máy IPL này thì không phải là mình dơ máy đi lên qua chỗ nào thì là lông nó sẽ rụng mà không bao giờ mọc lại nữa. Nó đòi hỏi mình phải chăm chỉ làm một thời gian, ví dụ như là nhiều người có thể là 3-4-5 tháng mới có tác dụng. Thì cái công nghệ IPL này là công nghệ tẩy lông bằng cách ứng dụng đỏ, ánh sáng đỏ có cường độ cao như thế này. Vậy nên là khi mà sử dụng thì mình luôn đeo kính râm. Và nhiều sản phẩm khi mà họ bán sẽ đi kèm với kính râm luôn, bởi vì là cái này nó giống như kiểu là tia laser ấy, mình không thể nhìn thẳng trực tiếp vào nó. Thời gian đầu khi mới dùng có thể là hơi khó khăn một chút và hơi mất thời gian vì là bạn chưa quen. Còn khi mà bạn đi ra hàng làm triệt lông bằng tia laser hay là tia wax thì nó cũng mất thời gian tương tự như vậy. Và nhiều khi mình nghĩ là nó còn đau đớn hơn. Và đặc biệt đó là khi mà bạn làm ấy, thì ví dụ mình sẽ đi một lượt hết một vòng như này, đi hết một vòng sang bên tay này và đi xuống dưới chân, sau đó mới quay trở lại, chứ không phải là làm đứng liên tục ở một chỗ đâu. Lý do vì sao mình nói là cái này nó sẽ mất một chút thời gian, bởi vì là cái ánh sáng đỏ này nó sẽ có cơ chế là sắc tố tại nang lông hấp thụ cái ánh sáng đó, nó sẽ chuyển hóa thành nhiệt đốt cháy và phá hủy nang lông, đồng thời ngăn chặn khả năng lông sẽ mọc nhanh chóng trở lại, và dần dần thì lông nó cũng sẽ không trở lại nữa. Nói chung là khi mà sử dụng những cái như thế này thì cái kết quả để mà mong muốn đạt được như ý chúng mình thì chúng ta phải dần dần làm theo thời gian, bạn sẽ phải lên lịch trình và gắn bó với nó, chứ không phải là kiểu ngày hôm nay thích thì làm, ngày hôm sau lười thì bỏ. Sau 5 tháng sử dụng thì bây giờ lông mình, đặc biệt là lông tay, mọc lên rất là chậm, rất là lâu luôn. Vậy nên nếu như mà ngày xưa ấy mình làm 1 tuần 3 lần, 4 lần thì bây giờ có khi là 1-2 tháng mới làm 1 lần nào. Để cho các bạn xem dưới ánh nắng ấy thì hầu như là không thể thấy được lông nữa luôn. Mình muốn chia sẻ về cái IPL này để cho bạn nào mà đang chật vật trong vấn đề lông cơ thể và hơi thì thiếu tự tin một xíu thì có thể tìm hiểu thêm và xem cân nhắc xem là có muốn dùng thử hay không. Thì mình tin là không phải ai cũng có điều kiện để mà đi spa, triệt lông hay đi wax. Sau công đoạn này xong thì ngay lập tức chúng ta phải dùng kem dưỡng da, bất kỳ loại nào mà bạn có nha. Đặc biệt là cái ngày mà làm cái IPL này thì da lúc làm xong có thể hơi bị nóng một xíu, vậy nên là đặc biệt không được lười bôi kem dưỡng ẩm nha. Nói chung là bạn có kem dưỡng ẩm gì thì hãy dùng cho da ngay lập tức sau khi bạn sử dụng cái IPL này nha. Mình thì vì đang là ban ngày nên mình sẽ dùng cái loại tinh chất gạo này của Nhật. Nó rất nhẹ nhàng, công dụng làm dịu cực kỳ tốt. Đặc biệt là nó không có một tí mùi gì, không phải cream. Nó đúng kiểu nước gạo, thoa lên người một cái là nó sẽ khô ngay, không bị dính dính bết bết. Nên là chúng ta có thể tiếp tục hoạt động trong ngày mà không thấy da bị cấn cấn, dính dính không thoải mái. Sau khi mà bôi hết một lượt thì sẽ cảm thấy là da rất là mịn và mềm. Còn tay mà chưa bôi thì thấy hơi khô, đặc biệt là trong mùa đông. Với mình thì mình thấy là nó không có độ khóa ẩm quá lâu. Khi mà bạn sử dụng bạn mới cảm nhận được sự mềm mịn từ trong da thịt mà thôi. Chưa kể cái lọ này to vật vã. Để tiện thì mình sẽ cho vào lọ có vòi xịt và xịt như thế này rất là tiện. Xịt từ cổ này, sau gáy, ngực, cánh tay, xong vỗ nhẹ nhẹ xoa xoa là xong. Mình mua lọ này từ năm ngoái khi đi Nhật mà đến bây giờ vẫn chưa dùng hết. Tháng tới mình sẽ quay lại Nhật và sẽ mua và test thử một vài sản phẩm mình đã quan tâm và theo dõi thời gian gần đây.
và sẽ làm một video chi tiết để chia sẻ thêm với mọi người nha. Và nên là hãy nhấn theo dõi nếu nhiều bạn cũng thích dùng hàng Nhật nha. À, trước khi mình rời khỏi scene ở trong phòng tắm thì mặc dù ngày hôm nay mình không gội đầu, nhưng nếu bạn nào có nhớ mình đã khuyên là chúng ta nên gội đầu cúi đầu xuống, nó sẽ không chỉ giúp cho việc gội đầu đi vào mọi ngõ ngách đơn giản hơn trên da đầu, mà nó còn giúp tránh việc những cái sản phẩm từ dầu gội, dầu xả bám lên da ngực và da lưng chúng mình. Nhỡ mà chúng ta không rửa gội sạch lại, hay là những cái sản phẩm đó có chất gây kích ứng lên trên da cơ thể của chúng mình, thì bạn còn có khả năng bị lên mụn đó nha. Còn bạn nào mà không quen gội cúi đầu xuống thì các bước mình làm sẽ là gội đầu này, dầu xả tắm lại để mà xả rửa gội sạch lại mọi thứ trên lưng và trên ngực để nó trôi sạch đi. Sau đó là mình sẽ rửa mặt cuối cùng. Sau đây là các động tác nhanh chóng cũng dễ làm, chỉ cần 10 phút mỗi ngày để mà có thể có xương quai xanh lộ rõ và trông gầy nhất có thể. Dáng lưng thẳng, cổ thẳng, đi đứng ngồi đúng tư thế là cực kỳ quan trọng. Mình không thể nhấn mạnh thêm. Những động tác tập tại nhà trên thảm yoga này sẽ giúp cải thiện tình trạng vai béo, cổ gù. Và mình sẽ bonus một bài tập lười để có thể giúp cánh tay của chúng mình thon gọn hơn và bạn có thể làm trong lúc xem TV nha. Những cái động tác mà quỳ gối xuống trên thảm yoga, nếu như bạn chưa quen hoặc là da chân nhạy cảm, bạn có thể lót thêm khăn hoặc là thêm một chút đệm để khi bạn ngồi tập nha. Bạn chỉ cần làm những cái động tác này y như mình. Nếu mới bắt đầu thì chừng 15 đến 20 giây một động tác là ok rồi. Vì giơ tay lên một lúc là bạn sẽ bắt đầu thấy cơ thể nóng lên, cơ tay sẽ mỏi dần. Còn sau khi mà bạn quen rồi thì có thể nâng thành 60 giây một động tác.
Còn nếu không có nhiều thời gian thì bạn có thể tập tác ở trong video này mình chia sẻ, bạn chỉ cần áp lưng vào tường, vừa tập vừa xem tivi, không cần thảm yoga, cũng không cần các cái vật dụng gì, kể cả là bạn dùng mắc quần áo cũng được nha. Sau toàn bộ những bài tập này, bạn không nhất thiết là phải đi hết một lượt mỗi ngày, mà hãy chọn một vài động tác đơn giản mà bạn có thể làm trong lúc bạn rảnh, như là khi bạn ngồi nghe nhạc, xem phim vân vân. Ngoài ra, trong các hoạt động thường ngày nên cố gắng tập một cái thói quen ngồi thẳng lưng, thả lỏng vai, mở rộng ngực thay vì là khom người, khom mình lại. Mình đã có một video nói qua về dáng lưng, dáng cơ thể sẽ giúp cơ thể chúng ta trở nên tự tin, quyến rũ, nổi bật hơn rất nhiều, thay vì là thu nhỏ, khom lưng hay là có những cái thói quen người không tốt. Nếu bạn chưa bao giờ thử nhìn bản thân khi mà ngồi không thẳng trước gương thì bạn hãy kiểm tra ngay đi nha. Bạn nhìn này, khi mà ngồi ở cái tư thế thả lỏng sai trông nó sẽ tệ như thế này đây. Bạn thấy không? Lưng này trông không khác gì một chú rùa. Cổ có phải là mọi người hay thả ra như thế này, lưng thì nó sẽ còng xuống như này kiểu để thả lỏng cách thoải mái đúng không? Nhưng mà thoải mái, nhưng mà cái tư thế này khiến cho lưng của chúng mình bị vẹo. Sau này về lâu về dài nó sẽ để lại cái hậu quả cực kỳ xấu lên cơ thể của chúng mình. Ngoài ra các bạn có thể tự nhìn thấy đó là cái tư thế này nếu mà người khác nhìn vào trông rất là xấu, rất là tệ đúng không? Nếu bạn nhận thấy lưng cổ bị gù và muốn fix nó ngay lập tức thì có thể thử đeo đai chống gù này. Nó sẽ có hai loại. Một là loại thắt trước ngực, loại thứ hai là chỉ cần vòng qua vai, và cái này nếu như mà bạn mặc áo hay là có áo khoác thường có thể đeo ra bên ngoài và đi ra ngoài nữa, bạn sẽ thấy cái sự thay đổi khác biệt ngay lập tức. Mình nghĩ là mọi người có thể mua và trải nghiệm thử xem nếu như bạn thấy là cái tình trạng này hơi tệ so với bạn nha. Ngoài ra mình hay ngồi trước máy tính nhiều nên là đã mua sắm cái ghế lót giúp thẳng lưng này, nó cũng có hiệu quả về lâu về dài và mình có cái thói quen xấu mình đã hình thành từ nhỏ và giờ mình vẫn đang cố gắng khắc phục nó. Tuy nhiên mình cũng review một xíu về cái dây đeo ngực này, đó là nếu như bạn xác định là bạn muốn đeo nó một thời gian dài, ví dụ như là tầm 1 tiếng trở lên, và bạn xác định là đeo nó khi mà ra ngoài ấy, thì chắc chắn là bạn nên có một cái lớp quần áo trước, xong sau đó là mới mặc nó lên và rồi khoác thêm một cái áo ở bên ngoài. Lý do đó là khi mà cơ thể của chúng mình chưa quen với cái việc ngồi thẳng lưng ấy, thì đeo cái này một lúc thôi là sẽ thấy rất là mỏi, cơ thể nó không được thoải mái, khá là khó chịu. Ngoài ra chất liệu của cái này nó, bạn nghe thấy không? Nó như kiểu cao su ấy, nó có thể co giãn như thế này, nhưng mà khi mà nó bám vào lên trên da người của chúng mình này, đặc biệt là ở cái khu vực gần nách và trên xương quai xanh của chúng mình, thì nó khá là thô ráp và nó có thể kiểu như là gây hơi ngứa ngứa và còn đỏ sau khi bạn bỏ ra. Mình muốn chia sẻ những gì mình đã học được và mình đã tự bản thân thực hành thời gian qua. Đó là thứ nhất là chúng ta phải luôn uống đủ nước, ăn đủ chất thì cơ thể mới có thể tăng cường sự trao đổi chất được. Và điều này đặc biệt quan trọng trong cái việc áp dụng lên sức khỏe cơ thể của chúng mình, cho làn da này, da mặt, da người, da tóc, da lưng. Quan trọng nhất là chúng mình làm đều đặn, nên là đừng cố gắng tập tất cả mọi thứ mà hãy xem là động tác nào hay bài tập nào sẽ là phù hợp với cơ thể, mục đích và điều kiện của bạn nhất. Ví dụ như là mình rất ghét chạy bộ, đơn giản là mình không thích thôi. Nhưng mà nếu cho mình chạy trên máy chạy tầm 20 phút đến 1 tiếng thì với mình ok. Còn nếu bạn thích bơi lội thì điều này theo mình là tốt nhất, bởi vì khi mà đi bơi thì toàn bộ các cái cơ của cơ thể sẽ phải vận động. Không thì riêng với việc giảm mỡ và làm săn chắc cánh tay để mà nó không bị loose thì mình có thể là vừa ngồi xem phim, vừa có sẵn cái chai này cho nước vào, xong sau đó là như cái bài tập mình vừa show cho các bạn ấy, thì cần dơ lên dơ xuống như thế này. Một lúc cứ thấy mỏi mỏi là cơ tay nó sẽ bắt đầu được dần hình thành à. Chúng mình mỗi người sinh ra có cơ thể và điểm mạnh, điểm yếu khác nhau. Qua video này mình không muốn nhấn mạnh đâu mới là tiêu chuẩn của vẻ đẹp, vì mỗi thời, mỗi khác và mỗi người lại có một cái nhìn riêng, một cái tiêu chuẩn riêng. Mình nghĩ là nếu mọi người có take away điều gì từ video này thì nó sẽ là những cái điều mà khiến bạn cảm thấy thoải mái, phù hợp nhất với các bạn, chứ không phải là ví dụ như là đa số mọi người nghĩ là cổ phải thật là dài, không có một tí nếp nhăn nào, phải lộ rõ xương quai xanh thì nó mới là đẹp. Thì bạn phải cố gắng hết mình, phải giảm ăn nhịn uống và phải tập luyện điên cuồng để mà có thể theo được những cái tiêu chuẩn này, thì đấy không phải là cái điều mình muốn nhấn mạnh trong video này nhé. Ok, tiếp theo là về chiếc cổ. Có một số bạn hẳn để ý sẽ thấy là cổ của chúng mình có một vài cái rãnh lằn nhìn như kiểu là lão hóa hay là nếp nhăn cổ. Một số người sẽ có những cái rãnh lằn sâu và lộ rõ hơn thông thường với so với những người khác. Thì mình đã từng có một cuộc nói chuyện với bác sĩ da liễu của mình, thì họ có đề cập một vài nguyên nhân gây ra tình trạng này, có thể là do yếu tố di truyền này, bị tăng cân vân vân, và không có cách điều trị hay là sản phẩm gì có thể khiến nó biến mất ngay và luôn và vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại. Ngoài ra, những ai mà muốn bán những cái sản phẩm hay là
họ claim là họ có thể xóa được những cái đường line trên cổ của chúng mình, thì họ vẫn marketing lên và họ cũng sẽ có những cái kiểu như là câu nói gì đó khiến cho chúng mình cảm thấy sợ và cảm thấy là cần phải xóa đi những cái nếp nhăn ở cổ của chúng mình như thế này, đúng không? Thực tế ra nếu như bạn muốn xóa những cái đường line trên cổ này thì vẫn có thể làm những cái việc ví dụ như là treatment, là đi tiêm filler hay là microneedling vân vân, để mà có thể làm căng da và tái tạo thêm nhiều collagen cho da ở vùng cổ này để mà giảm bớt cái sự lằn này. Và ngoài ra thì bây giờ công nghệ trên thế giới rất là hiện đại tân tiến và có rất là nhiều treatment, thì mình chỉ khuyên là các bạn hãy tìm hiểu kỹ và tới cái nơi nào mà nó thực sự uy tín và kiểm tra hết mọi thứ trước khi đưa ra quyết định nha. Có đợt mình đi tẩy nốt ruồi ở cái chỗ này, chính là cái nốt ruồi này, họ bảo là vĩnh viễn biến mất, không bao giờ quay trở lại nữa. Vậy mà 6 tháng sau nó đã quay trở lại rồi. Hôm đó họ cũng cố gắng upsell mình là khuyên mình nên tiêm filler ở cổ đi, nhưng mà lúc đó thì mình thấy là cũng không cần thiết. Và kể cả là trên cổ có 1-2 cái đường lằn này thì nó cũng là một điều rất là bình thường thôi. Với mình thì cách để mình có thể tránh được cái tình trạng này càng lâu càng tốt thì đó là mình luôn luôn sử dụng kem chống nắng. Lọ kem chống nắng mình đâu rồi? Mình rất là thích dùng sản phẩm của cái hãng này bởi vì là nó có SPF 50+. Bởi vì ở bên Úc này ấy, ánh sáng mặt trời, ánh nắng nó cực kỳ độc hại luôn. Ngoài ra thì những cái lọ nó to bự chảng như này nhưng mà giá nó rất ok. Lưu ý là những cái chỗ này thì bạn nên sử dụng kem chống nắng không màu. Đừng mua những cái sản phẩm mà nó ghi là tinted nha, bởi vì đấy là những cái loại mà có thể nâng tông. Bởi vì là nếu như bạn mặc đồ màu sáng ấy thì cái kem chống nắng đấy nó có thể dây ra áo và nó có thể khiến áo đổi màu luôn. Bạn nào mà bây giờ vẫn chỉ dùng kem chống nắng cho da mặt thôi là đang có sai lầm rất là lớn nha. Bởi vì điều này sẽ khiến cho da cổ chúng mình lão hóa rất là nhanh nếu như bạn lãng quên nó và sẽ bị thấy rõ tuổi tác sau một vài năm. Nếu bạn dùng nhiều hơn cho da cổ và cho da cơ thể thì có thể mua những cái chai to bự chảng và cái vòi pump như thế này rất là tiện mà giá lại rẻ hơn rất là nhiều so với kem chống nắng dành cho da mặt nha. Và đặc biệt là đừng quên bôi kem chống nắng lên cả da tay và cái vùng này. Nói chung là nắng chiếu được vào chỗ nào thì chúng ta đều cần phải sử dụng kem chống nắng ở đó. Và ngày nào mà bạn chỉ hoạt động ở trong nhà thôi thì chỉ dùng kem chống nắng cho mặt là đủ. Tới cuối cái ngày mà mình sử dụng kem chống nắng cho cổ, cho da tay, da người thì mình cũng sẽ dùng nước tẩy trang đi một lượt sạch sẽ trước khi mà mình dùng sữa tắm. Và trước lúc đó mình sẽ sử dụng cái loại Cetaphil Gentle Skin Cleanser, có thể dùng cho cả da của cơ thể này. Nói chung là cái bài học ở đây mình muốn nhấn mạnh ấy, đó là mình sẽ chăm sóc cho da cổ, phần ngực của mình không khác gì cho da mặt cả. Sau khi mà tắm rửa sạch sẽ mọi thứ xong ấy, thì mình sẽ sử dụng thêm một cái sản phẩm nữa. Đây, nó là cái lọ Olay Retinol 24 này. Đây là cái lọ Olay có chứa retinol mà mình dùng cho cả mặt và cổ 2 lần một tuần. Đây cũng là cái công thức mình recommend các bạn hãy thử sử dụng nha. Không chỉ riêng mỗi cái sản phẩm Olay này đâu mà các loại mỹ phẩm có hoạt chất active, để mà từ từ da mới làm quen dần, để mà tránh cái tình trạng da bị kích ứng. Đặc biệt là da cổ của chúng mình rất là nhạy cảm luôn. Trước khi mình dùng lọ này ấy, mình đã từng có lọ đâu rồi? Nó là cái lọ Neutrogena. Thì ở đây nó cũng là retinol, có nghĩa là nó cũng có thành phần y nhau à. Tuy nhiên khi mình mới bắt đầu ấy thì mình dùng nó mỗi tối, có nghĩa là mình bôi rất nhiều trên cổ. Mình nghĩ hồi đó là bôi càng nhiều càng tốt và sử dụng càng thường xuyên càng tốt, nhưng mà nó có cái hoạt chất retinol mạnh tới mức mà sau một tuần ấy, da cổ của mình bong hẳn một lớp to kiểu như là vảy nến da rắn. Sau đó thì khi mà cái da đó nó bong ra thì nó để lại một cái vết sẹo đỏ rất là to trên cổ, và phải mất rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc thì mình mới có thể khiến cái vết sẹo đó biến mất. Nói chung là đây là một cái trải nghiệm rất là kinh khủng. Vậy nên mình luôn luôn khuyên là khi mà bạn bắt đầu dùng một cái gì mới thì ngoài việc test sản phẩm ở một vài khu vực trước khi dùng lên trên diện rộng ra, thì những cái hoạt chất như là retinol này, BHA hay là AHA, vitamin C các kiểu thì phải luôn dùng từ từ chậm rãi thôi, phải dùng lâu dài thì nó mới có thể phát huy tác dụng của nó nha. Thì với cái lọ Olay này ấy, nó có phức hợp retinoid và niacinamide thì mình nghĩ là nó sẽ có ok hơn là một cái lọ đặc chất retinol, bởi vì vùng cổ của chúng mình cực kỳ nhạy cảm như mình đã nói ở trên rồi đó. Thì cái sự kết hợp này nó sẽ giúp mang lại cái hiệu quả như là làm da nó sẽ nhẵn nhụi hơn này, làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và rãnh nhăn, và cải thiện kết cấu da mịn màng và săn chắc hơn, bởi vì là retinol này ấy, chính bản thân nó đã giúp đẩy nhanh quá trình sản xuất collagen. Và cái lọ Olay này được làm từ một công thức của kem dưỡng, và dạng kem của nó thẩm thấu rất là nhanh sâu vào các cái lớp biểu bì ở da, và cái chất của nó rất là mềm mịn như kiểu mô em bé. Thì bôi lên da xong ấy, nó thế nào nhỉ, nó giống như kiểu là da của chúng mình cái gì đó bên trong nó hút cái cream này vào, khiến cho là
không thấy có một cái dấu hiệu gì là bạn đã bôi cái gì lên mặt. Nó giống y như là da của chúng mình, nhưng mà có thể thấy, tự bản thân cảm nhận được cái là nó rất rất là mềm mịn luôn. Nó mềm và nó mịn như kiểu mông em bé, kiểu khi mà bạn tha lên mặt như thế này này, và khi mà xoa lên da một cái là nó sẽ để, nó sẽ biến mất, gọi là không một chút dấu tích gì luôn, mà nó sẽ không có cái kiểu như là bết bết dính dính, không có bóng gì, nói chung là rất là mướt luôn. Mình luôn chỉ lấy một chấm bằng hạt đậu lên trên đầu ngón tay thôi. Cả một cái chấm này là mình sẽ có thể đi lên trên toàn bộ gương mặt rồi. Còn nếu như dùng cho da cổ ấy thì chỉ lấy một nửa cái chỗ này thôi. Và hãy nhớ này là luôn chỉ dùng vào ban đêm thôi, và hãy dùng cách ngày ra. Và nếu như bạn mới bắt đầu thì một tuần 2 lần chẳng hạn, thì sau đó là 3 tuần bạn có thể lên thành là 3 lần một tuần, rồi tăng dần lên thành mỗi đêm có thể sử dụng được. Nếu như bạn đã thử đi chậm và liều lượng nó nhỏ như cái lọ Olay này rồi mà vẫn thấy có dấu hiệu kích ứng, ví dụ như là da ngứa ngứa rát rát này, và có dấu hiệu bong chóc này, những cái vùng, những cái khu vực da ở những cái khu vực ví dụ như là quanh mắt này, quanh môi và da cổ đặc biệt này, là bạn thấy da kiểu như là sần sùi bong chóc lên, thì mình khuyên là bạn hãy ngừng và tìm một cái loại gì đó nó nhẹ nhàng hơn retinoid. Ví dụ như là sản phẩm có chứa peptide là kiểu đứng sau retinoid ấy, thì ví dụ như cái lọ này nó có peptide thì nó sẽ giúp làm firm này, sẽ chữa và improve cái chất lượng của da của chúng mình. Nó sẽ khiến cho da mềm hơn và căng bóng hơn. Cái này mình nghĩ là sẽ là do phải chính bạn tự tìm hiểu và để xem là cái sản phẩm nào sẽ là thích hợp cho bạn nhất nha. Sau khi mà mình dùng cái lọ Olay này để bôi lên da cổ xong, thì tầm 10-15 phút sau khi mà nó thấm vào cơ thể của mình rồi, thì mình sẽ dùng thêm moisturizer, cái lọ dưỡng ẩm B5 này của cái hãng này. Ngày xưa thì mình rất là thích dùng cái này lên trên da mặt, đặc biệt là khi mà da mình bị mụn hay là skin barrier bị tổn thương. Nhưng mà gần đây mình nói chuyện với bác sĩ da liễu của mình thì họ cũng khuyên là có thể dùng cho cả da cơ thể cũng rất là tốt nữa. Ngoài ra cái chất này ấy, khi mà bôi lên trên cơ thể của chúng mình ấy, nó còn khiến cho da trắng lên tức thì luôn. Mặc dù nó hơi bóng bóng một xíu nhưng mà nó trắng lên tức thì luôn. Chia sẻ nãy giờ, môi với tay của mình tới giờ khô rồi là mình phải cấp ẩm ngay lập tức. Nhưng mình luôn nhắc đó nha, khi là chúng mình lớn lớn lên một chút ấy, thì chúng mình cần để ý tới những cái dấu hiệu của cơ thể đang báo cho chúng mình biết là nó đang cần cái gì. Ví dụ như là lúc nào bạn thấy khô ở môi, khô ở tay, khô ở người, khô ở chỗ nào, thì bạn phải nhanh chóng cấp ẩm ở vùng đó luôn. Và khi mà bạn thấy người không được thơm tho mát mẻ lắm ấy, thì chúng ta phải đi tắm ngay. Đó, thì bây giờ một lát nữa mình sẽ chia sẻ thêm những cái mẹo để mà giữ cho cơ thể luôn thơm mát. Mọi người hãy xem tới cuối video nha. Đây là cái lọ bôi tay yêu thích của mình. Trời ơi, bạn trông ơi, nó to bự chảng luôn, nhưng mà vì mình cũng dùng khá là nhiều ấy, cho nên là cũng khá là hao. Tuy nhiên thì mình sẽ, ví dụ là những cái lúc mà ở trong ngày ấy, mình sẽ dùng một cái lọ dưỡng ẩm tay dạng thông thường nào đó thôi. Bởi vì là khi mà mình có động chạm những cái gì, hay là sau khi mình đi vệ sinh xong cần mình rửa tay đúng không, thì nước nó sẽ lại làm trôi mất cái lớp ấy đi. Còn riêng cái lọ này ấy, bởi vì cái độ cấp ẩm của nó cực kỳ là sâu, cực kỳ là lâu, cho nên là thường mình sẽ bôi trước khi mình đi ngủ, và đến sáng hôm sau tay vẫn rất là mềm mịn luôn. Highly recommend nha mọi người. Dùng thử đọc, chắc chắn là bạn sẽ thích luôn. Ok, bây giờ chúng mình sẽ đi dần xuống từ cổ, thì tiếp theo là vùng bụng. Để mà bụng không có mỡ thừa phúng phính mà không muốn tới gym tập luyện nhiều, thì ngoài những cái bài tập mình đã chia sẻ trên, thì đây là mẹo mình vẫn luôn áp dụng nha. Khi mà đi lại bên ngoài thì mình có một cái mẹo mình luôn áp dụng, đó là mình sẽ, thứ nhất này, lưng phải thẳng nha, lưng thẳng, đầu thẳng. Xong sau đó là mình sẽ để hai cánh tay của mình mở ra như thế này. Đó, thì lúc đi lại ấy, mình sẽ tiếp tục gồng cả cơ bụng lên nữa. Ví dụ như khi mà các bạn hóp bụng ấy, thì đây là hóp bụng này. Nhìn ra đây là mình, đây là bụng mình bình thường đúng không? Khi mà bạn hóp bụng nó thành như này, có nghĩa là lộ hết tất cả mọi thứ này, và có thể thấy là bạn đang hóp bụng lại. Nhưng mà cái việc bạn gồng cơ bụng lên ấy, có nghĩa là bạn vẫn nói chuyện thoải mái, đi đứng bình thường được. Nhưng mà cơ bụng của bạn, khi bạn gồng lên ấy, bạn dùng ngón tay của bạn, bạn áp vào bụng, bạn có thể thấy là cơ của bạn nó đang gồng lên, đang chắc lên. Thì ban đầu khi mà bạn chưa quen với cái việc gồng cơ bụng khi mà đi lại ấy,
thì có thể mất một chút thời gian và thấy nó hơi gượng, hơi bị gồng một chút. Tuy nhiên là sau đấy thì cơ thể của chúng mình dần dần tự thích nghi thôi. Ngoài ra thì mình sẽ tránh ăn vặt hết mức có thể. Ngày xưa thì thú thực mình rất là thích uống trà sữa trân châu trước cổng trường này, ăn vặt hàng quán, rồi lắm lúc ăn bim bim, ăn snack cả ngày đủ cả, ăn thay cơm, thay bữa luôn. Nhưng mà bây giờ thì một phần là mình chủ động có một cái chế độ ăn uống lành mạnh hơn, và chỗ mình nó không có bán những cái đồ ăn vặt linh tinh như ở Việt Nam nữa, thì nó trở thành một cái rào cản khiến cho là nếu như mình muốn ăn vặt thì mình phải lái xe đi rất là xa. Nghe thôi rất là mệt rồi nên là mình cũng rất là lười. Thế nên là thôi khỏi ăn vặt luôn. Vậy là trong nhà mình sẽ không có đồ ăn vặt mấy. Còn ngày nào mà mình lỡ thấy có đồ ăn vặt ở nhà và mình cảm thấy là kiểu ồ cái cơn thèm ăn vặt nó gần đến rồi ấy, thì mình sẽ sử dụng cái nước súc miệng bạc hà này. Nói chung là lọ nước súc miệng nào cũng được thôi, miễn là nó kiểu có cái tính chất bạc hà. Thì sau khi mà bạn súc miệng rồi bạn nhổ ra thì bạn sẽ thấy là ui miệng đắng và kiểu uống nước vào cũng không ngon nữa, chứ đừng nói là ăn vặt. Thì đây là một cái kiểu như là một cái cheat code của mình. Có một mục mình muốn chia sẻ thêm ở đây ấy, cái này là mình tin là có thể thay đổi ngoạn mục sức khỏe của bạn nào mà hay bị chướng hơi đầy bụng như mình, đó là bạn nên đi gặp bác sĩ và khám về đường ruột, đường ăn uống, bởi vì cái này rất là quan trọng luôn. Nó có thể là lời giải đáp cho việc từ việc là bạn hay ốm yếu, mệt mỏi cơ thể này, không tăng cân, hoặc là luôn quá cân, hoặc là thấy áp lực da mặt bị mụn, cơ thể bị mụn vân vân. Có nghĩa là đường ruột nó rất là quan trọng nhưng mà là hay bị lãng quên ấy, bởi vì là nó không phải là một trong những cái mà chúng ta lớn lên và chúng ta sẽ đi khám sức khỏe thường xuyên. Bạn nào mà hay ăn cái gì bị đầy hơi, ví dụ như là mình ấy, thì mình cứ động vào tinh bột là mình sẽ bắt đầu bị đầy hơi, mặc dù là từ bé đến lớn, từ trước đến nay khi mà ở Việt Nam thì mình rất là thích ăn cơm, ăn phở, ăn bánh đa các kiểu. Nhưng mà sau khi mà lớn lên, sau 20 tuổi trở đi ấy, là mình bắt đầu bị cái bệnh này, và ăn những thứ đó vào mình sẽ bị đầy hơi. Thì mình đã tìm hiểu được ra đó là cái thuốc này nó tên là Bino. Thì cái Bino này nó thực sự thần kỳ, thần thánh lắm luôn. Bạn chỉ cần uống 2 viên, 1 đến 2 viên trước khi mà bạn ăn, hoặc là ngay sau khi bạn ăn xong ấy, thì sẽ không bao giờ bị cảm giác đầy bụng luôn, kể cả là bạn có ăn những cái thực phẩm, thức ăn mà nó thường khiến cho bạn bị đầy hơi. Thì cái lọ này nó mình phải mua từ bên Mỹ. Mình sẽ cố gắng để tìm hiểu xem là nó có link ở Việt Nam không, nhưng mà mình sẽ để cái hình ảnh của cái sản phẩm này ở phía cuối video cho các bạn có thể tìm hiểu thêm nhá. Cực kỳ có tác dụng. Mình đã thử rất là nhiều loại thuốc ở Việt Nam, mình cũng đi khám bác sĩ, cũng ra tiệm thuốc hỏi rất là nhiều, cũng thử nhiều loại, nhưng mà chưa loại nào, chưa ở đâu mà nó có thể có tác dụng như cái loại Vino này. Ok, vậy là chúng mình đã đi qua cách chăm sóc cơ thể này, chăm sóc da cổ, bài tập cho cổ, cho xương quai xanh, cho lưng, cho vai, cho tay, lưng, dáng bụng. Và mình cũng nói thêm có một xíu về cái cách để mà hết bị chướng bụng. Thì cái video này mình record đến đây, mình nghĩ chắc nó cũng khá là dài rồi. Bạn nào một hãng còn đang xem ấy, thì hi, cảm ơn sự ủng hộ của bạn rất là nhiều nha. Và mình hy vọng là nãy giờ mọi người đã enjoy video cùng với mình, dành thời gian cùng với mình. Thì chuyên mục cuối cùng sẽ là về hương cơ thể. Mình sẽ nói nhanh thôi, vì mình muốn làm một cái video chỉ chuyên nói về cách làm sao để mà hương cơ thể luôn thơm mát. Với mình nói chung ấy là vệ sinh cơ thể cực kỳ quan trọng. Có thể bạn không có cái hương thơm ngào ngạt, nhưng mà sự sạch sẽ phải luôn là number one. Thì mình luôn recommend tắm 2 lần một ngày, đặc biệt là tối về nhà sau khi mà bạn ra đường một lúc ấy, thì cái bụi bẩn nó sẽ bám lên tóc tai mặt mũi cơ thể của chúng ta. Ta mà không tắm mà lăn ra giường nằm ngủ luôn ấy, thì sẽ lâu dần khiến cho giường và phòng của chúng mình dần dần tích tụ trở thành một cái nơi nó không được sạch sẽ lắm. Còn nếu như bạn không muốn quá nhiều mùi tích tụ trên cơ thể và gây ra một cái sự hỗn loạn, thì có thể dùng cái phương pháp đó là hãy sử dụng sữa tắm và body lotion, hay là nước hoa nó có cùng một cái tông, ví dụ như là vanilla hay là một cái loại hoa quả nào đó. Giữ mình thì mình sẽ dùng nước tắm hoa hồng. Nước hoa có cái finish là mùi hoa hồng luôn, thì nó sẽ có một cái sự đồng nhất, nó sẽ không gây ra một cái gọi là sự phản ngược nhau. Anyway, đó là hãy dùng những cái loại mùi hương nó có cùng một cái tông với nhau. Chưa kể là những cái thứ ví dụ khi mà mình sử dụng xịt chống nóng bảo vệ tóc thì nó cũng có một cái mùi rồi, và mùi nó cũng khá là thơm nữa. Nếu bạn muốn tóc thơm ấy, thì có thể xịt nước hoa trực tiếp lên lược, chờ một lúc và sau đó là sẽ trải lên trên tóc của mình như thế này. Thì những cái vùng mà nên xịt nước hoa mình sẽ recommend đó là cổ này, cổ tay, phần vai này, hoặc là sau gáy một xíu. Mình thì mình cực thích cái khu vực sau gáy này,
mình cũng chia sẻ rất là việc đặc biệt là với mình ấy thì mình nước hoa mình nghĩ là không cần quá là nồng đâu, đặc biệt là nam giới có những người mình chỉ cần lướt qua một xíu mà mình thấy kiểu nó hương nồng nặc, nó ngào ngạt kiểu ngạt mũi ấy, khiến cho kiểu không thể thở luôn ấy, thì với mình nó không phải là cái hiệu quả mà mình muốn đạt được khi mà sử dụng nước hoa, nên là mình không recommend là chúng ta xịt nước hoa kiểu xung quanh người như thế này. Và mình nghĩ với nước hoa thì mình chỉ cần dùng 1 đến 2 pump, một cái 2 xịt thôi. Và mình thích xử lý vào những cái vùng này để khi mà một ai đó đến gần với mình chào hỏi kiểu hoa hoa thì họ mới có thể ngửi được cái mùi nước hoa đó. Ngoài ra thì khi mà mình ra ngoài mình luôn mang theo người hai thứ, đó là một là lăn khử mùi, hai là một cái lọ nước hoa mini. Ngày hôm đó mình đã sử dụng nước hoa mini thì bạn có thể lấy cái lọ sample hoặc là mua cái chai mini này, có thể tự thao tác tại nhà và mang theo người xịt lại khi mà thấy cần thiết. Ngoài ra nước hoa mỗi mùa và khi mà xịt lên trên da mỗi người khác nhau ấy, nó sẽ có những cái mùi khác nhau. Vậy nên là hãy nắm được điều này để mà chọn loại nước hoa phù hợp với bạn nhất nha. Còn nếu mà bạn nào mà có đang là học sinh sinh viên hoặc là bạn nào mà không thích sử dụng nước hoa lắm ấy, thì có thể sử dụng những cái loại lọ mist xịt nhẹ nhàng, mùi dịu dàng như kiểu là có một chút mùi vanilla, mùi hoa quả hay là mùi sữa. Hay là các bạn có thể sử dụng cả những cái loại mà có mùi kiểu cucumber, là dưa chuột. Mình thực sự rất là thích mùi dưa chuột luôn, mùi nó kiểu thơm mát và nhẹ nhàng nữ tính lắm, mình thích lắm. Nếu bạn nào muốn giữ nước hoa hay là những cái xịt từ những cái lọ mist này được giữ lâu hơn ấy, thì bạn có thể bôi một xíu Vaseline lên chỗ mà bạn xác định xịt. Ví dụ như là ở khu vực cổ tay này hay là ở cổ này, thì thứ nhất đó là cái lọ Vaseline này nó không có tí mùi gì, và thứ hai là nó có một cái chất dính dính nó sẽ bám trên da, và khi mà hương nước hoa bạn xịt lên trên này ấy, thì nó có thể giữ lại cái mùi hương nước hoa đấy lâu hơn. Tuy nhiên thì mọi người đừng dùng quá nhiều nhé, bởi vì mình biết là ở Việt Nam ấy, khí hậu nóng ẩm, khi mà da nó dính dính quá thì mình đi ra ngoài một lúc mà mình thấy rất là khó chịu, đúng không? Cho nên là mình khuyên là chỉ cần dùng một xíu, có nghĩa là bôi một đi một vòng như thế này là rất là ok rồi. Mùa hè ở miền Bắc, còn miền Nam thì khí hậu luôn nóng ở quanh năm ấy, mình có gợi ý là các bạn có thể sử dụng những cái lọ xịt như thế này. Mình tậu ở Nhật dùng cực kỳ thích luôn, nó là một cái loại không có mùi, công dụng của nó là làm thơm mát cơ thể ngay lập tức. Nó có chiết xuất từ trà xanh nhưng mà kiểu minty bạc hà ấy. Thì khi mà bạn xịt một vòng cơ thể như thế này, nó không chỉ giúp thổi bay mùi cơ thể, khi mà thời tiết nắng nóng thì cơ thể của chúng mình sẽ tỏa ra một cái mùi gọi là hơi nồng, đúng không? Thì nó sẽ giúp cho như kiểu là hồi sức cấp cứu ngay lập tức ấy. Sau khi mà xịt cái lọ này lên ấy, thì nó chạm vào người bạn chỗ nào thì là người nó mát run chỗ đó. Bạn hình dung như kiểu là khi mà bạn tắm xong, sau đó bạn ngồi trước quạt, bật quạt lên và kiểu nó mát run mát lạnh cơ thể luôn, cực kỳ hay luôn ấy. Mình rất là thích mấy cái phát minh thông minh của Nhật như thế này. Ví dụ là mùa hè thì nó sẽ có những cái xịt mát lạnh như thế này, hay là những cái wipe, những cái kiểu khăn lau người mát ơi là mát, giống như kiểu là bạn đang ngồi trước điều hòa vậy á. Còn khi ở mùa đông thì họ sẽ có những cái miếng dán giữ nhiệt. Thế mình sẽ tạm dừng video này ở đây, mặc dù vẫn còn nhiều ý mình thấy là mình chưa liệt kê hết. Tuy nhiên thì từ đầu video tới giờ thì mình tin là mình đã có chia sẻ cái tip, những cái mẹo và những cái sản phẩm để mà khiến cho chúng ta có thể có một cái dáng đẹp hơn từ vai, từ cổ tới làn da trên cơ thể phần trên của chúng mình. Vậy nên là mọi người hãy theo dõi mình thêm để mình có những cái cơ hội chia sẻ nhiều mẹo làm đẹp hơn nữa trong tương lai gửi tới các bạn, để cho chúng mình sẽ cùng nhau trưởng thành trở nên xinh đẹp hơn nữa nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.